Kẻ xấu xí, vì sao đắc quả La Hán? Xưa kia, tại thành Xá Vệ, trưởng giả nọ có một người con. Đứa con này sinh ra, có hình thù cực kỳ xấu xí, miệng rộng toan hoác, mũi lõm trũng xuống, mắt thì bên to bên nhỏ, người thì thấp, toàn thân thì đen như mực, giọng nói thì thô lỗ như tiếng heo kêu, càng lớn càng giống như quỷ. Bị đặt tên là Xú Nhân, tức người xấu xí. Xú Nhân bị cha mẹ ghét bỏ và cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Ban đầu, Xú Nhân đi ăn mày kiếm sống. Nhưng khi người ta thấy hình dáng như quỷ của ông thì sợ hãi chạy trốn. Không ai dám đến gần bố thí cho thức ăn. Vì thế, bất đắc dĩ ông phải chui núp trong núi sâu rừng rậm, hái trái rừng, uống nước suối để sống qua ngày. Đáng thương cho Xú Nhân, sống trong rừng sâu núi thẳm, lẽ ra được an ổn, nhưng ngay cả thú vật trên trời hay dưới đất trông thấy ông, cũng đâm ra sợ hãi mà tránh xa. Ông như một người rừng man dã, chỉ còn sống một cuộc sống cô độc, tối tăm. Bấy giờ, Đức Phật dùng thiên nhãn thông, biết được tình cảnh ấy. Ngài bèn đưa các tỳ kheo vào tận trong rừng núi, chuẩn bị độ hóa cho Xú Nhân. Nhưng khi Xú Nhân trông thấy Đức Phật giáng lâm, thì ông vội vàng chạy trốn thật xa. Đức Phật bèn dùng thần thông, làm cho Xú Nhân không thể trốn đi đâu được. Xú Nhân đứng sửng sốt giữa rừng cây, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Lúc ấy, các vị tỳ kheo đều ngồi cách già thiền định dưới gốc cây. Gió thổi vi vu, lá nhẹ rơi lác đác xung quanh các ngài. Thật là một quang cảnh thoát tục. Đức Phật hóa thân thành một người xấu xí, thân thể dơ bẩn, dị dạng, xấu xí không thua gì Xú Nhân. Tay cầm bình bát đựng đầy thức ăn, từ từ hướng về phía ông. Đang bối rối, bỗng thấy một người xấu xí lại gần. Ban đầu, Xú Nhân rất kinh ngạc, nhưng sau đó trong lòng hoan hỷ, bất giác thốt lên: người này mới đúng là bạn ta. Nói xong, ông tiến lại gần người xấu xí kia mà nói: chúng ta cả hai đều xấu xí khó coi, đều cô đơn như nhau, chi bằng kết làm bạn tốt với nhau, anh có đồng ý không? Đồng ý, nhưng anh và tôi phải coi nhau như anh em. Trước hết, tôi xin tặng anh thức ăn trong bình bát này. Xú Nhân tìm được tri kỷ thì mừng rỡ vô hạn, không chút khách khí, cùng chia thức ăn trong bình bát với người bạn mới. Thức ăn vừa dùng xong, Đức Phật bỗng biến thành một người đoan chính tuấn tú, khiến Xú Nhân ngạc nhiên hỏi rằng: anh làm sao mà đột nhiên trở thành trang nghiêm đoan chính như thế? Đức Phật từ tốn đáp rằng: điều đó không có gì lạ lùng cả. Khi tôi ăn các thức ăn ban nãy, tôi đã dùng tâm thiện lành, cung kính mà quán nhìn các vị tỳ kheo đang ngồi thiền kia. Nhờ phúc báo của tâm cung kính ấy mà tôi trở nên đoan chính. Xú Nhân thốt lên: đó chính là phương pháp hay sao? Làm người xấu xí khổ quá, tôi khao khát được trở nên đoan chính như bạn. Thì bạn cứ thử làm như tôi xem. Như bắt được hy vọng, Xú Nhân liền phát khởi tâm sám hối và tâm hoan hỷ. Ông không chút nghi ngờ, dùng mắt thiện lành mà quán nhìn các vị tỳ kheo đang tọa thiền dưới các gốc cây. Đức Phật bèn hồi phục lại nguyên hình với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ánh sáng của Ngài chiếu rọi khắp mọi nơi như trăm ngàn ánh mặt trời, khiến Xú Nhân tự động quỳ xuống, đảnh lễ bái lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: có lẽ trong quá khứ con đã phỉ báng, cười chê các bậc tỳ kheo tu hành, nên kiếp này mới gặt hái quả báo xấu xí, ai cũng khinh sợ. Con muốn xuất gia học đạo để sám hối lỗi lầm trước. Tốt lắm, ta chấp thuận cho ông trở thành tỳ kheo, làm đệ tử của ta. Đức Phật nói xong, râu tóc của Xú Nhân tự nhiên rụng hết, áo pháp tự nhiên khoác lên người, hiện thân thành tỳ kheo và còn được Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Ông tu hành tinh tấn, không còn bị phiền não bởi hình thù xấu xí nữa. Chẳng bao lâu, đắc quả A-la-hán.